Xem tướng số sao. Vậy thì cậu hãy lại đây xem tướng số của tôi có thích hợp làm bạn gái của cậu không? Đường sự nghiệp của chị rất tốt. Đường sinh mệnh của chị càng tốt hơn. Cách. Đây là tình huống gì vậy chứ? Rất tốt. Cẩn thận, bị chơi khăm đấy. Cái gì thế này? Phượng Nhi à, cô tìm đâu ra tên này thế? Trông cứ y như thật ấy. Tuyệt lắm. Một khi chương trình được phát sóng, chắc chắn sẽ bị ném đá dữ dội. Bình luận bay đầy màn hình. Đoàn Phượng Nhi bị một tên đại sư giả sàm sỡ. Đã có tin nóng cho tuần này rồi. Tốt quá rồi. Vâng. Vậy đạo diễn à, nữ chính của bộ phim sắp tới, chuyện này nữ chính nhất định phải là Đoàn Phượng Nhi cô. Chúng ta đi ký hợp đồng đi. Hồ Yêu, cuối cùng cô cũng hiện hình rồi. Bắt chước như thật này. Mau quay cậu ta đi. Quay lại nhiều một chút. Chính là cái biểu cảm này này. Nhanh lên, quay lại nhanh. Cận cảnh, quay cận vào. Tôi thực sự đến đây để bắt yêu quái. Tôi bắt yêu quái thật mà. Đừng quay tôi mà. Đây không phải của tôi. Không phải của tôi mà. Cái này. Biết ngay là cậu có ý đồ xấu mà. Đồ đàn ông thối. Tiếp tục quay đi. Quay thêm chút nữa. Chính là cái biểu cảm đó. Nhanh, không phải của tôi mà. Được rồi. Vậy chúng ta bàn bạc một chút. Xem nên cắt dựng như thế nào. Sao cậu còn chưa đi đi? Mau mau cút đi. Đi theo tôi. Tôi thực sự đã thấy Hồ Yêu đó, ngay ở sau lưng chị, mặc quần áo màu đen và xanh lục. Chờ một chút, cậu đi trước đi. Cậu thực sự có thể nhìn thấy sao? Tất nhiên tôi có thể thấy rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là Hồ Yêu mà chị mời tới đúng không? Đại sư à, cứu tôi. Đại sư à, cứu tôi với. Đại sư, làm ơn cứu, tôi cũng hết cách. Thể loại giả làm đại sư này tôi thấy nhiều rồi. Vừa lừa tiền vừa lừa tình. Nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, còn kêu là đại sư gì chứ? Đồ thất bại. Chắc cả đời cậu ta chưa từng có bạn gái. Vừa lừa tiền vừa lừa tình. Đại sư giả, chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Trong tay tôi có đến hai người đẹp đây này. Em không tính, em là một nữ quỷ xinh đẹp. Giường ướt hết rồi, em đi xuống đi. Hai người đẹp. Một là ma da, một là ma quỷ. Lý Tiểu Thiên ơi là Lý Tiểu Thiên. Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn là trai tân. Muốn xem phim cũng không hẹn được em gái nào cả. Đúng là số khổ mà. Không có em gái nào cả. Cả đời này của tôi nhất định sẽ cô đơn đến già. Ai đó? Lý đại sư à, cuối cùng chị cũng tìm thấy cậu rồi. Mau mau cứu chị đi. Đại sư à, Phượng Nhi có chút việc cá nhân, muốn cậu giúp một chút đó. Việc này của chị không phải việc nhỏ đâu. Chỉ cần đại sư bằng lòng ra tay cứu giúp, Phượng Nhi sẵn sàng. Chị có bao giờ nghĩ, chính vì chị có ý nghĩ bất chính nên mới bị Hồ Yêu quấn lấy? Nhưng
tôi cứ tưởng mình chỉ cần dẻo miệng, nghe lời và đáp ứng cô ta, thì mọi thứ sẽ suôn sẻ. Không phải là tôi không giúp chị, chỉ là khi bị hồ yêu cuốn lấy, thì phải xem nhân quả báo ứng của bản thân. Cô ta đến rồi. Đại sư giúp tôi với. Đừng sợ, tôi đi thỉnh thân. Đoàn Phượng Nhi, cô nghĩ cô trốn được sao? Đừng mà. Lúc cần đến thì cúng bái bổn tiên, không cần nữa liền vứt bỏ bổn tiên. Nói đến là đến, nói đi là đi, thật khiến người ta tức giận. Đại tiên, tôi cầu xin cô, tôi sai rồi, cô đừng làm hại người nhà của tôi. Tôi xin cô mà. Có điều tôi rất thích thân thể của cô. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, gia tiên hộ thân, mãng tiên nhập, không bằng cô đưa nó cho tôi đi. Đừng mà dám hại người trước mắt ta. Xem ta là đồ trang trí à? Thằng nhóc lo chuyện bao đồng. Vậy ta sẽ nuốt ngươi vào bụng trước. Rốt cuộc cô cho cô ta bao nhiêu sinh khí mà đã đạt tới cảnh giới chính đuôi rồi? Thì sinh khí của một số người hâm mộ tôi thôi. Cô có tận mấy triệu người hâm mộ muốn hại toi đời tôi à? Nhìn cái gì nữa, còn không mau giúp một tay. Được. Thiên địa huyền vũ, tiêu diệt yêu ma, thi hành lệnh pháp, thì mau nhờ các gia tiên khác giúp đỡ đi. Thiên địa huyền hoàng, càn khôn vô cực, gia tiên hộ thân, hoàng tiên nhập. Khôi tiên nhập. Bạch tiên nhập. Sư phụ, Hồ Yêu, ngươi tùy tiện hút hết sinh khí của người phàm, làm loạn nhân gian. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Đoàn Phượng Nhi, cô có ý gì? Nếu nó từ nay về sau không hại ai nữa, có thể không giết nó không? Cô quên nó đã hại cô thế nào à? Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất là nó xuất hiện cứu tôi. Mặc dù tôi cũng đã trả cái giá tương xứng, nhưng nếu không có nó, tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Bỏ đi. Vạn vật đều có số phận của nó. Nếu cô đã cầu xin cho nó, vậy tôi sẽ tha cho nó một mạng. Bàn thờ nhà Lý Tiểu Thiên vừa hay cũng thiếu một con hổ tiên. Người có thể vào đó hành thiện giúp người, tích lũy công đức. Được. Thiên địa vô cực, càn khôn, cậu tỉnh rồi à? Phượng Nhi,
Sao chị lại ở nhà tôi? Còn nói nữa, tôi gọi điện cậu không bắt máy, gõ cửa cũng không ra mở, nên tôi vào thẳng đây. Chị có chuyện gì không? Phải rồi, tôi đặc biệt đến cảm ơn cậu. Tôi muốn đưa cậu đi gặp đạo diễn Hồ Đức Mạnh, diễn vai nam chính bộ phim mới của anh ấy. Không được chạm vào anh ấy. Cô là ai vậy? Từ đâu chui ra thế? Cô làm tôi đau đấy. Buông ra đi. Cô buông ra coi. Tố Tố đừng kích động. Buông cô ấy ra đi. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Cậu kết hôn rồi sao? Tôi đâu có. Vậy thì cạnh tranh công bằng đi. Quốc Sinh, anh, qua đây, qua đây này. Để tôi nói cô biết. Tôi sắp làm đại minh tinh rồi. Cô ấy nghịch ngợm. Nghịch ngợm thôi. Chiều nay tôi còn có lịch trình. Hẹn 3 giờ chiều nay, gặp ở nhà đạo diễn. Cậu tự mình đi đi. Tố Tố à. Nhanh lên, đạo diễn Hồ. Nghe danh đã lâu, tôi rất ngưỡng mộ anh. Cậu là? Tôi là Lý Tiểu Thiên, là bạn của Đoàn Phượng Nhi. Tiểu Thiên à, Phượng Nhi đã nói với tôi rồi, hôm khác cậu quay lại nhé. Hồ Đức Mạnh, đạo diễn nổi tiếng. Con tôi bị ốm, phải lập tức đến bệnh viện. Đạo diễn Hồ, cô bé này không giống như đang bị bệnh, mà giống bị trúng tả hơn. Sao cậu biết? Trần Ngọc Mai, vợ của Hồ Đức Mạnh. Vậy cậu có thể cứu con tôi được không? Căn nhà này có vấn đề. Nhanh lên. Nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Con bé bị thế này bao lâu rồi? 10 ngày trước con bé bắt đầu rụng răng. Tôi tưởng đó đơn giản chỉ là thay răng thôi. 1 tuần sau thì bắt đầu hôn mê. Một lát nữa, tôi sẽ mời tiên nhập thể. Hai người đừng sợ. Cũng đừng lo lắng. Con của ngươi đã bị tà ma nhập thể rồi. Tiểu Thiên à? À không, đại sư à? Đại sư, cứu con của chúng tôi với. Trận pháp này mặc dù thâm độc, nhưng với bổn đại tiên thì nó chẳng là cái thá gì cả. Ngươi mang lá bùa này đi đốt đi, hòa tan vào nước, để con bé uống là xong. Cứ nghe theo đại tiên là được. Ra ngoài đi, làm theo lời đại tiên, đi đi. Nào, Mỹ Tâm. Từ từ thôi. Mỹ Tâm, con sao vậy? Đừng dọa mẹ mà con ơi. Sao vậy? Mỹ Tâm bà. Đại sư, ngài xem thử, con tôi bị sao vậy? Mỹ Tâm bà.
Không ổn rồi. Mỹ Tâm, chuyện này là sao chứ? Đây là thuật mượn thọ, là một trận pháp vô cùng ác độc. Vợ chồng hai người có nhớ mình đã đắc tội với ai không? Đại sư, vợ chồng chúng tôi rất hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thật sự không làm gì xấu cả. Đi chuẩn bị một cái thùng mang đến đây. Vâng, tôi đi ngay. Đại sư, làm vậy con bé sẽ bị ngạt thở mất. Nhìn kìa, đại sư, ngài mau nhìn này. Nào, mau lên, nhanh nào. Nhanh chóng, đốt những thứ này. Nhớ là phải thiêu rụi hoàn toàn đấy. Vâng, vâng ạ. Mẹ ơi, con bị sao vậy? Con yêu, con đã ngủ lâu lắm rồi. Mẹ lo cho con lắm đấy. Mẹ ơi, con đói bụng rồi. Được, mẹ đi nấu cơm cho con ăn nhé. Cô bé à, trước khi hôn mê, con có ăn cái gì không? Ông Trương nhà hàng xóm cho con một thanh sô-cô-la. Ông Trương sao? Ông ấy cũng là một người đáng thương. Ông ấy sống với cháu trai của mình. Còn mẹ của đứa trẻ đó thì đã qua đời vì khó sinh. Đứa trẻ này yếu ớt từ nhỏ, nghe nói là không thể sống quá 3 tuổi. Chính vì thế mà gia đình đó ngày nào cũng đi khám bệnh, không ngày nào là không đi. Mấy năm trước, cậu bé bỗng nhiên khỏi bệnh. Mặc dù bây giờ ngày nào cũng phải ngồi xe lăn ra ngoài, nhưng dù sao cậu bé vẫn còn sống. Chỉ vì chạy chữa căn bệnh này mà gia đình họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Ba cậu ấy hiện vẫn đang làm việc ở nước ngoài. Đã mấy năm rồi chẳng thấy mặt mũi đâu. Cháu trai ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Chắc tuổi Mỹ Tâm nhà tôi đấy. Mỹ Tâm nhà tôi nhỏ hơn 2 tháng. Con của hai người sinh ngày mấy tháng mấy? Ngày 14 tháng 7. Sao vậy đại sư? Hỏng rồi, con bé không còn sống được bao lâu nữa. Đây là trận pháp đoạn tử tuyệt tôn, bọn chúng muốn hại con bé, nhưng chẳng phải con bé đã nôn hết mấy thứ đó ra rồi sao? Đúng vậy. Trong bụng, những con rắn đó có thể ẩn giấu sinh cơ. Đến tối mai con bé sẽ rời trần thế, hắc bạch vô thường sẽ lấy đi mạng sống của con gái hai người. Rốt cuộc là ai hận tôi đến mức đó chứ? Nhưng tôi chắc chắn sẽ phá tan trận pháp này. Kẻ thi pháp sẽ bị phản vệ. Khi đó hai người hãy quan sát. Ông Trương kia thử xem. Ai cơ, ông Trương à? Ông Trương, là ông ta sao? Sao ông ấy biết mấy thứ này chứ? Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi. Sinh nhật của con gái hai người là ngày 14 tháng 7, là ngày âm, linh hồn không ổn định. Ai là chủ mưu của chuyện này? Tối nay sẽ rõ thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tối nay tôi sẽ bố trí trận pháp ở đây. Dù có ai nói gì, hoặc hai người nghe thấy gì, thì cũng đừng đồng ý. Được ạ, tôi nghe theo ngài. Tối nay sẽ có người nói chuyện với con. Con đừng đồng ý điều gì nhé. Sẽ có người giả làm ba mẹ con để nói chuyện với con. Con đừng đồng ý điều gì cả. Vâng ạ. Đại sư ơi, tôi đã đi nghe ngóng rồi. Hôm nay ông Trương không về nhà. Hàng xóm của họ nói hôm nay ở nhà họ có gì đó rơi xuống đất, gây ra tiếng động rất lớn. Nhưng đi lên kiểm tra thì chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ tôi đoán sai? Đừng có qua đây. Đại sư ơi. Đại sư, nhìn kìa. Đại sư ơi.
thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tốc giáng tốc lâm. Đại sư à, đừng lên tiếng, tôi đến đây. Được rồi, thoát được một kiếp rồi. Mẹ ơi, cảm ơn đại tiên. Cảm ơn đại tiên ạ. Con gái tôi không sao rồi. Đó là gì vậy? Đó là bóng của gương đồng bát giác. Đây là phong tục địa phương của chúng tôi. Nếu trong nhà có người bị bệnh, treo cái đó lên thì có thể tiêu trừ bệnh tật. Đại tiên ơi, nhìn này. Đại tiên ơi, cậu xem. Cậu xem đi, không phải là đã xong rồi sao? Mỹ Tâm, con đừng dọa mẹ mà. Con gái ơi. Đại sư à, nếu như tối nay con gái của tôi bị mượn thọ, thì có thể thi triển trận pháp chuyển nó lên trên người tôi không? Bảo bọn họ cứ nhằm vào tôi đi. Trận pháp chuyển sinh bát giác. Trận pháp ở ngay đối diện. Đối diện là nhà của ai? Nhà của ông Trương. Nhà của ông Trương sao? Ông Trương, ông ta chính là người gây ra chuyện này. Mắt trận ở nhà đối diện, hai người mau đi tìm mắt trận. Nếu không thì con gái hai người sẽ gặp nguy hiểm. Được được, đi thôi, nhanh, nhanh lên. Nào, để ba ấm nhé. Nhanh lên nào. Càn khảm viên phúc, cân chấn nghịch chuyển. Tốn ly tả hữu, côn đoài tiền hậu, cấp cấp như luật lạnh, phá. Trận pháp chuyển sinh mượn thọ. Quả nhiên tôi đoán không sai. Đúng là không thoát được ý trời. Từ khi biết được đứa nhỏ này không sống được quá 3 tuổi, ông nội Trương, tôi đã chạy chữa khắp nơi. Cuối cùng thì 3 năm trước đã gặp được một vị cao nhân. Ông ta đã dạy cho tôi phương pháp mượn thọ. Lúc đầu tôi chỉ muốn cho thằng bé mượn tuổi thọ của mình, để thằng bé được ngắm nhìn thế giới, rồi chúng tôi sẽ lên đường cùng nhau. Nhưng mà thằng bé mới có 5 tuổi thôi. Vậy còn con gái tôi thì sao? Con bé đã làm gì sai mà phải nhận lời nguyên rủa của ông chứ? Con bé cũng mới có 6 tuổi thôi. Tất cả là do tôi nhất thời hồ đồ. Tôi xin lỗi. Nếu tôi là ông ta, cũng khó mà cưỡng lại một giao dịch ma quỷ như vậy. Khi Tố Tố ở nhà, trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Đạo diễn Hồ, sao ông lại đến đây vậy? Bộ phim có tin mới sao? Tôi được làm nam chính hả? Tiểu Thiên à, cậu yên tâm, phim của tôi chắc chắn cậu sẽ là nam chính. Đây là tổng giám đốc Hứa. Chào tổng giám đốc Hứa, bộ phim sắp tới. Anh ấy là nhà đầu tư. Hứa tổng, chào ông. Chào ông ạ, có một việc rắc rối muốn nhờ cậu giúp đỡ. Được, đạo diễn Hồ. Đại sư, xin cậu cứu con gái tôi. Con bé chắc chắn đã bị người ta mê hoặc. Con gái của Hứa tổng bị sao vậy? Có một ông già tâm địa bất chính. Tôi đã điều tra rồi, ông ta nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cả hai người vợ của ông ta đều đột ngột qua đời. Hơn nữa trong 3 ngày, tất cả tài sản đã bị ông ta đổ hết vào cờ bạc. Bây giờ ông ta quen con gái tôi, chắc chắn là vì tiền. Con gái tôi trước đây luôn thích trai đẹp, bây giờ lại yêu đương với một lão già. Còn vì ông ta mà cắt đứt quan hệ với ba mẹ mình. Đúng vậy, tôi rất sợ con bé sẽ gặp chuyện chẳng lành. Đại sư à, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cầu xin cậu hãy cứu con gái tôi. Hứa tổng à, tôi sẽ giúp ông. Nhưng giải quyết được hay không thì tôi không thể đảm bảo. Nếu như hai người họ thật sự là duyên trời định, tôi cũng không thể chia cắt họ. Vâng, làm phiền đại sư ạ. Không có gì, chúng tôi trông cậy vào cậu. Sư phụ đẹp quá.
Không biết ai có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của sư phụ. Hy vọng hắn không bao giờ xuất hiện. Mình và sư phụ cứ mãi như hiện tại là được. Cười cái gì đó? Không có gì. Con chỉ đang nghĩ, người đàn ông này luôn mơ tưởng thiên kim nhà người ta cưới mình, nhưng đến lượt con gái của mình thì lại không muốn như thế. Không phải ai cũng như vậy sao? Muốn người bên trên bình đẳng với mình, nhưng lại muốn người phía dưới phân cấp bậc rõ ràng. Hồ Thành là một người vừa già vừa xấu. Tại sao Hứa tiểu thư này lại yêu ông ta chứ? Nếu như con là Hứa tổng, con cũng nghi ngờ ông ta bỏ bùa người khác. Đừng ở đây đoán mò nữa, đi xem là biết ngay mà. Được, đi thôi. Thiên Kim tập đoàn Hứa thị, Hứa Vivi. Mấy người là ai? Chúng tôi là bạn của ba cô, thầy điều chứ gì? Hồ Thành, kẻ vô lại trong thôn. Ba tôi vẫn chưa chịu dừng hạ. Sao cứ mê tín dị đoan như thế chứ? Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì. Vivi à, cô đừng tức giận. Chúng tôi được ba cô nhờ vả đến đây. Ba của cô cũng nói, nếu hai người yêu nhau thật lòng thì sẽ không ngăn cản nữa. Bọn họ luôn như vậy đấy, luôn tưởng người khác thèm muốn tiền của mình. Tôi còn lạ gì nữa? Mấy người đi đi. Này Vivi, Vivi à, ba của chúng ta cũng vì muốn tốt cho em. Hai vị đây, nếu có gì không phải, xin hãy bỏ qua nhé. Không sao. Vivi em nói đi, ba chúng ta lo lắng như vậy, anh cũng hiểu. Hai vị xem hai chúng tôi, về chuyện tình cảm, đâu ai nói trước được. Chúng tôi đây cũng coi là yêu nhau thật lòng. Các người sống chung vậy không cần làm việc sao? Chuyện công việc, tôi cũng có một công việc, trông coi miếu thờ. Đền thờ à? Đền thờ gì vậy? Là ngôi miếu thổ địa ở chỗ chúng tôi đấy. Nói sao đây, lúc nhỏ tôi với ngôi miếu thổ địa này cũng có chút liên hệ. Lúc nhỏ, ngôi miếu thổ địa này đã bị nước lớn cuốn trôi một lần. Tôi chính là người đã cõng tượng thần ra khỏi miếu. Bây giờ ngôi miếu cũng đã sửa xong rồi. Cái chân này của tôi cũng bất tiện, nên dân làng để tôi trông coi ngôi miếu. Các người còn chuyện gì nữa không? Tôi còn muốn. Không có gì. Sư phụ, ra ngoài rồi nói. Sư phụ, rốt cuộc có chuyện gì mà phải ra ngoài nói vậy? Miếu thần có vấn đề, chúng ta đi xem sao. Được. Có người thấy mùi gì không? Không có. Gọi cụ Liễu lên hỏi đi. Được. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đèn trời tứ linh, lục linh lục giáp. Cụ Liễu, nhập. Nhóc con, bổn thái tổ ở đây, còn không mau bái kiến. Thái tổ tha tội, vãn bối thất lễ. Cổ thần cổ nữ thần miếu, ngươi và Hồ Thành có giao dịch gì? Con ở ngôi miếu này hưởng hương hỏa và tu hành. Nước lớn cuốn trôi miếu, Hồ Thành đã cứu con. Con đã cho hắn một con bọ tình để trả ơn. Người chúng bọ tình sẽ dốc hết tâm can nghe lời giam giáp. Theo người hạ bọ tình, ngươi dám tùy tiện cho người khác thế à? Xin thái tổ tha tội. Vậy làm thế nào để giải trừ bọ tình? Tôi có thể giải được bọ tình. Đi thôi. Vivi, tôi nói cô biết, bây giờ cô đi cầu xin ba cô, nhà ông ta giàu như vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không có ai thừa kế, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Hai chúng ta đã kết hôn rồi. Ông ta không giao cho tôi thì giao cho ai chứ? A Thành, chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh hết. Em sẽ đi nói với ba em. Ba vị đây là... Ra tay đi.
Cô, các người làm gì vậy? Sao các người lại muốn chia rẽ tôi và Vivi chứ? Hai chúng tôi yêu nhau thật lòng mà. Ông là ai vậy? Vivi, anh là A Thành của em này. Vivi, tránh ra đi. Đồ kinh tởm. Bây giờ thấy tôi kinh tởm à? Cô và tôi ngủ với nhau cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Cô còn muốn kết hôn? Không có cửa đâu. Ông, ba tôi sẽ không tha cho ông đâu. Vivi, ba ơi. Ông ta. Con gái ngoan đừng sợ. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Chuyện còn lại cứ để ba. Đưa đi. Các người làm gì vậy? Vivi cứu anh là A Thành mà. Hứa tổng, tôi sẽ giao người cho đồn công an. Làm phiền đại sư rồi. Vivi, chúng ta đi thôi. Bọn tình này hữu hiệu như vậy, có thể dùng cho sư phụ không ta? Như vậy cô ấy sẽ thích mình nhỉ? Tiểu Thiên, đang nghĩ gì vậy? Đâu có nghĩ gì đâu. Sư phụ, người tới rồi à? Qua đây, con nói người biết chuyện vui. Ngồi đi. Con nói người biết một tin vui. Hứa tổng đầu tư một bộ phim cho con làm vai chính. Thật là vui quá đi. Chúc mừng con. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, người sẽ mãi ở bên cạnh con, phải không? Tiểu Thiên, không có ai có thể mãi mãi ở cạnh con. Thực ra thế gian này, điều khó nói nhất, đó chính là chữ duyên. Duyên sâu duyên cạn, cứ theo lẽ tự nhiên. Sư phụ, duyên số của chúng ta nhất định rất sâu. Tiểu Thiên, viên kim đan này là ta dùng 7-7-49 ngày để luyện thành nó. Uống nó sẽ giúp con loại bỏ hoàn toàn khí độc trong cơ thể. Cảm ơn sư phụ. Con tin tưởng ta vậy sao? Người là sư phụ của con mà. Tất nhiên con tin người rồi. Tạ Hướng Dương, hôm nay chính là ngày nguyện thực xảy ra 10 năm một lần. Chắc hẳn bây giờ cô đang cầu xin trời cao soi sáng. Làm thế nào cũng không ngờ tôi lại nhân lúc này mà đến. Đạo do tâm học, tâm giả hương truyền, thần linh ngự nhìn, cờ tiên chiếu rọi, lời tấu của thần thẳng chín tầng mây. Cô là ai? Muốn làm gì tôi vậy? Làm gì sao? Đương nhiên là muốn thân thể của cậu rồi. Tôi là một người đàn ông đứng đắn đấy nhé. Đồ đàn ông già mồm. Khoan đã, tôi sẽ tự làm.
Cậu làm gì vậy? Không phải cô muốn thân thể của tôi sao? Sao cô đánh tôi? Thứ tôi muốn là mạng của cậu. Cô bóp cổ tôi ngạt thở rồi. Cô làm cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Thiên địa huyền hoàng, càn khôn tá pháp, hoàng tiên, nhập. Liễu tiên, đến đây. Bạch tiên, nhập. Khôi tiên, đến đây. Đừng phí công tốn sức nữa. Một gia tiên cậu cũng không mời được. Sao có thể như vậy được? Sư phụ của cậu có phải đã cho cậu ăn một viên kim đan hay không? Đồ ngốc, cô ta đang lợi dụng cậu đó. Cô ta biết tôi thèm khát cơ thể cậu, vậy nên đã dùng kim đan để bố trí trận pháp trong cơ thể của cậu, muốn kiểm soát cậu. Nhưng cô ta cũng ngu ngốc như cậu vậy. Viên kim đan này vừa vặn cắt đứt sự liên kết giữa cậu và các gia tiên. Bây giờ cậu chính là một tên vô dụng lực bất tòng tâm. Tôi chỉ cần lấy viên kim đan này ra khỏi cơ thể cậu, chiếm lấy cơ thể của cậu một lần nữa là được rồi. Rốt cuộc cô là ai? Tạ Quỳnh, cô là chị gái của sư phụ tôi sao? Mấy người rốt cuộc có thù oán gì với nhau vậy? Kiếp trước chúng tôi là chị em cùng nhau tu luyện, đã nói là sẽ cùng nhau thành tiên, nhưng cô ta lại có được cơ duyên tu tiên, còn tôi lại rơi vào ma đạo. Tôi không cam lòng, thật không công bằng. Đã hẹn cùng nhau thì phải cùng nhau, cho dù là rơi vào ma đạo thì cũng phải cùng đi với tôi. Cô không vui thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cậu là người cô ta quan tâm nhất kiếp này. Chỉ có chiếm được cậu thì cô ta mới có thể hoàn toàn nhập ma. Tạ Hướng Dương, mưu kế của cô thật độc ác, vậy mà lại dùng Lý Tiểu Thiên ép tôi phải nhượng bộ. Tạ Quỳnh à, nhập ma hay nhập đạo chỉ cách nhau một ý niệm. Chỉ cần cô buông ý niệm đó xuống thì sẽ có thể tu thành chính quả. Tại sao còn phải cố chấp vào điều này chứ? Tôi không cam tâm. Cô đắc đạo thành tiên, tất nhiên có thể nói như vậy. Nhưng cô có biết kiếp này của tôi đã trải qua thời gian ở ma đạo như thế nào không? Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Nếu vậy thì hãy cùng nhau hóa thành cho bụi đi. Chờ một chút, rốt cuộc phải làm gì thì cô mới có thể buông bỏ vậy? Rốt cuộc thì cô muốn gì? Tôi muốn cô tự hủy tiên duyên và nhập ma cùng với tôi. Cô có làm được không? Nếu như tôi làm được thì cô có thể buông tay không? Có lẽ tôi có thể thử xem sao. Được. Duyên phận của chúng ta đến đây là hết. Mọi thứ đều có quy luật. Tôi không muốn dính đến phàm trần, nghiệp không theo thân. Tạ Quỳnh, đến bây giờ tôi mới hiểu rõ, tôi và cô căn bản không phải là chị em. Cô chỉ là tâm ma của tôi thôi. Chúng ta cùng đến. Cùng đi. Tạ Hướng Dương, cô làm gì vậy? Đừng. Tôi không cam tâm. Sư phụ. Sư phụ ơi. Sư phụ.
Sư phụ ơi! Sư phụ! Tố Tố, cô làm gì vậy? Đây là nguyên thần của sư phụ, có nghe thấy hay không hả? Mau buông tay! Tố Tố à! Tố Tố, cô làm gì vậy? Quốc Sinh, đây là chị Tạ Hướng Dương. Em đã biến chị ấy thành hạt giống của cây Văn Trúc. Anh trồng nó trong chậu hoa và chăm sóc nó thật tốt. Chờ chị ấy hóa thành hình người thì hai người có thể gặp nhau rồi. Tố Tố à, cảm ơn cô. Quốc Sinh à, em phải đi rồi. Cô phải đi đâu? Em có chấp niệm về một chuyện, là em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc. Bây giờ anh đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, em cũng có thể yên tâm chuyển kiếp rồi. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp được nhau. Tố Tố, Tố Tố à, một năm sau, sư phụ à, uống nước đi nhé, mau mau lớn lên. Tàn thi trùng. Tạ Hướng Dương thiên sư trừ ma. Khai trận. Huỳnh Hỏa Lưu Quang. Thu. Tàn thi tỏa hồn trận. Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Phá. Tạ Hướng Dương, em gái tốt của tôi, chúng ta lâu rồi không gặp. Tạ Quỳnh, buông bỏ trách nhiệm, đừng lún sâu nữa. Vậy cùng nhau xuống gặp Diêm Vương đi. Tam Thanh chỉ lạnh, tà ma hiện hình. Xuất ra. Alo, đạo diễn Từ, 4 giờ sáng mai, Lý Tiểu Thiên, diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm. Tôi rảnh đấy. Ai vậy chứ? Cô là ai vậy? Này cô đứng lại coi. Cái quái gì không biết?
Quỳnh, Tam Thi Ma, Tạ Hướng Dương à. Cô đã tiến bộ nhiều rồi. Vậy mà cũng tìm được tôi. Tạ Quỳnh, thế gian này không có chỗ cho cô. Nếu thế gian không có chỗ cho tôi, vậy thì phá hủy nó là được. Thiên địa huyền vũ, thần khôn tà pháp, kim quang ngũ lôi. Tấn công. Cô cứ đợi đó. Tiểu Thiên, đạo diễn Từ, ngày mai qua chỗ tôi đóng vai ma nữ nhé. Ma nữ hả? Được, thế cũng được. Ngày mai gặp nhé. Ai đó? Ai vậy? Ai đó? Ma nữ, không phải, chị gái à? Oan có đầu nợ có chủ. Tha cho tôi đi. Chị ám người khác đi mà. Anh, là anh nợ tôi. Tôi nợ gì cô chứ? Nợ tình. Trái tim. Trái tim là của tôi. Cô muốn trái tim của tôi làm gì? Hoặc là cho tôi trái tim, hoặc là thành hôn với tôi. Hai chúng ta không hợp nhau đâu. Tôi xỉu, xỉu thật đó. Vậy thì đưa trái tim anh cho tôi. Thiên địa chính khí, vạn pháp tổng tâm, trừ tà. Sao trên người hắn ta có mùi của Tạ Quỳnh chứ? Đừng qua đây. Sao mình lại ở nhà rồi? Ai đang ở trong phòng tắm vậy nhỉ? Tuổi còn nhỏ mà đã hư hỏng thế rồi. Cô là ai nữa vậy? Đây là nhà của tôi đó. Tôi còn chưa kiện cô tội xâm phạm trái phép vào nhà tôi đấy. Uống nó đi. Đây là gì vậy? Cô cho tôi uống cái quái gì vậy? Có phải hôm nay anh cảm thấy tức ngực khó thở, tứ chỉ tê buốt, bụng đau thắt từng cơn? Sao cô biết? Sinh khí suy giảm, dễ bị tà ma đeo bám. Hiện tại cơ thể anh bị tà khí xâm nhập, thời gian sống không còn nhiều. Ý cô là sao? Anh chỉ còn sống được một tháng nữa. Chuẩn bị hậu sự đi. Chuyện này là thật à? Vậy phải làm sao đây? 3 ngày không được ra khỏi cửa, lá bùa này sẽ bảo vệ anh. Thì ra là một trò lừa đảo. Đến tận nhà mồi chài không được thì chuyển qua đe dọa. Ma nữ vừa rồi cũng là cô dở trò. Nói cô biết, tôi đây không dễ bị lừa đâu. Mau cút đi. Lý Tiểu Thiên, hóa ra anh chia tay với em. Lệ Lệ, bạn gái cũ của Tiểu Thiên, là vì có người phụ nữ khác. Anh là đồ tồi, đồ tệ bạc. Lệ Lệ, không phải vậy đâu, em nghe anh giải thích. Này, đừng đuổi theo. Cô ta không phải là người. Cô không phải là người, cả nhà cô cũng không phải là người. Đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Anh tự mình lo liệu đi. Chuyện quái quỷ gì đây? Tiểu Thiên,
Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Chúng ta quay lại với nhau được không? Lệ Lệ, em đẹp quá. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cơ thể mạnh thiếu âm. Em thèm khát cơ thể của anh từ lâu rồi. Cô đánh tôi làm gì? Thần hồn điên đảo vì sắc dục. Anh còn nhớ lúc nãy xảy ra chuyện gì không? Cô ấy thật sự là yêu quái. Giờ thì tin tôi rồi à? Tôi tin rồi. Đừng để mất. Lá bùa này sẽ bảo vệ anh trong 3 ngày. Vậy sau 3 ngày tôi phải làm sao? Tự mình cầu phúc đi. Alo, đạo diễn Từ, không phải chứ? Biết mấy giờ rồi không? Còn không mau đến hóa trang. Được, được rồi, tôi tới liền nè. Vậy nha. Được rồi, cậu ở đây đi. Đây là chủ nhà, Trương Lão Nhị. Trương Lão Nhị trai già neo đơn. Nghỉ ngơi sớm đi. Đạo diễn Từ, đạo diễn của đoàn phim. Ngày mai đến phim trường đúng giờ đó. Được, tôi biết rồi, tôi đi trước nhé. Vậy không có chuyện gì nữa, cậu ngủ sớm đi. Vâng. Đây là phòng tân hôn mà. Cô dâu đâu ta? Lạ ghê. Lúc này mà ông trời ban cho mình một cô dâu thì tốt quá. Nhà vệ sinh cũng không có. Cô làm ơn đừng trách tôi. Tôi đã tìm cho cô người mới rồi. Sau này đừng theo tôi nữa. Đừng theo tôi nữa. Đại sư, tôi đã làm theo lời anh rồi. Đốt rồi. Vâng. Cảm ơn đại sư. Oh.
người giống né xa. Thất khiếu của ngươi chưa mở, dễ bị oan hồn này bám theo. Tôi không cố ý mạo phạm. Sao anh không đợi tôi mà đi ngủ trước vậy? Ảo giác sao? Tiểu Thiên ơi, tôi có đẹp không? Đẹp. Vậy anh còn chờ gì nữa? Mau động phòng với tôi đi. Được. Đồ ngốc, không nhận ra cô ta là ma nữ sao? Dám tranh đàn ông với tôi, chán sống mà. Thần tiên tỷ tỷ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Nếu cô không đến thì chắc tôi chầu ông bà mất. Hôm nay may quá, im đi. Thu. Cô có oan ức gì? Tôi là Tiểu Liên, là sinh viên đại học, bị Trương lão nhị lừa bắt đến đây, ép tôi phải cưới hắn ta. Cô dám động tay với tôi sao? Dám cắn tôi sẽ cho cô biết tay, để cô sống biết điều hơn. Mọi chuyện là như thế. Võ Tiểu Liên, sinh viên đại học bị bắt cóc. Hắn đã lấy mạng tôi. Thảm thương thật đấy. Trương lão nhị đáng ghét như thế, thì cô tìm hắn ta đi. Tìm tôi làm gì? Tôi đi theo oán khí thì tìm được anh. Mê Hương,
Tôi biết rồi. Đây là bí thuật cổ xưa đã bị cấm. Tên trưởng lão nhị này giấu một phần xác thịt của oán linh ở đây, sau đó đốt tóc của anh để dẫn đường. Như thế sẽ khiến hai người bị vây nhốt ở đây. 3 ngày sau, các người sẽ hồn phi phách tán. Trưởng lão nhị thật độc ác. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Tôi đã biết quan ức của cô rồi. Cô nên đi đầu thai càng sớm càng tốt. Tên trưởng lão nhị này, tôi sẽ trừng trị hắn ta. Được. Cảm ơn hai người. Thái thượng chỉ lệnh, siêu thoát cô hồn, tất cả quỷ ma, 4 cõi hưởng ân, siêu sinh cực lạc, mọi cõi thế gian. Lập tức siêu thoát. Đi thôi. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ ơi, cô cứu con ma già đó đi. Cô ta cũng vì cứu tôi nên mới thành ra như thế. Xin ơn trên phù hộ, chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ không dám nữa đâu. Nam mô Trưởng lão nhị. Làm quá nhiều chuyện xấu, cầu Phật cũng chẳng có ích gì đâu. Cô là ai? Này Trưởng lão nhị. Sao? Sao cậu? Sao tôi vẫn còn sống? Phải không? Cậu là người hay ma vậy? Cứu. Cứu mạng. Cấm thuật di hồn này là ai dạy ông? Là một vị đại sư. Tên hắn là gì? Tên là Tạ Hướng Dương. Tạ Hướng Dương sao? Không phải tôi, anh tin không? Thả tôi ra. Đây là quán niệm của Tiểu Liên khi còn sống. Thiên môn khai địa môn khai tâm nghịch cảnh truyền. Trong cơn ác mộng này, ông sẽ liên tục trải qua sự tuyệt vọng mà Tiểu Liên đã hứng chịu khi còn sống. Ông đã gây nghiệp thì phải tự gánh. Đừng, đừng mà. Đại sư, hình như đầu tôi hơi choáng. Này Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Anh sao rồi? Sao tôi? Lần trước tôi nói với anh rồi. Khi anh tức giận hoặc yếu đuối, sẽ dễ thu hút tà ma. Sau vài lần như vậy, sẽ bị tà ma xâm chiếm tâm trí. Sau này số lần anh ngất xỉu sẽ ngày càng nhiều hơn. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Đại sư, tôi phải làm sao đây? Anh phải mau chóng lập đàn triệu hồi. Triệu hồi? Rốt cuộc là làm cái gì? Lên đồng. Xem mạnh cho người khác. Lên đồng thì tức là làm thầy đồng rồi. Không được, tôi còn muốn làm minh tinh. Vậy cứ ở đó chờ xuống lỗ đi. Đợi đã. Đại thần, vậy sau khi tôi lên đồng thì còn có thể diễn xuất không? Có thể, được tôi làm. Dù gì lên đồng với diễn xuất cũng không khác là mấy. Sau khi tôi lên đồng xong, có